Là một vị tướng quân, mọi quyết định ban xuống đều ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Bước vào thế giới của Tam Quốc liệt truyện, bạn sẽ được đích thân cầm quân ra trận, công thành đoạt đế, khẳng định sức mạnh bản thân qua những trận chiến dài hơi. Khi chiến sự qua đi, vinh quang sẽ đến với bạn như một món quà dành cho người thắng cuộc. Bạn đã sẵn sàng tham gia?